khuôn mặt lạnh như một tảng băng, dù vừa mới trở thành người hùng xuất sắc nhất trận sau hai pha cản phá ngoạn mục trên chấm luân lưu. Trước sau cho Bernardo Silva, Mateo Kovacic và cả đội hình Manchester City, người ta không hiểu vì sao Andrei Lunin lại có thể bình tĩnh đến mức ấy. Lựa chọn cản phá ở giữa là điều không mấy thủ môn dám làm, bởi thường thì họ sẽ bay sang hai bên. Thế nhưng Lunin đã tường kế tựu kế, đánh trúng vào tâm lý Bernardo Silva và bắt đúng cú đá của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Còn tình huống cản phá từ quả đá của Kovacic có lẽ là đơn giản hơn rất nhiều. Cựu cầu thủ của chính Real Madrid đã căng cứng tâm lý khi nhìn thấy Silva bị cản phá. Chỉ cần như thế thôi, Lunin trở thành siêu anh hùng, dù chẳng cần mặc áo choàng sau lưng. Tôi kiệt sức, đây là trận đấu đầu tiên như thế này trong sự nghiệp của tôi. 120 phút với yêu cầu tối đa, nhưng rất cảm ơn toàn đội đã chạy, đã chiến đấu. Tôi đã đi đến bán kết. Lunin có lẽ không thể khoác lên mình chiếc áo đỏ ở Etihad nếu Thibaut Courtois bình phục. Nhưng anh đã tận dụng cơ hội này để chứng tỏ sự chắc chắn tuyệt vời từ đầu mùa cho đến giờ và chơi quá hay. Real vẫn còn y nguyên cơ hội tại Champions League và La Liga là nhờ công lớn của Lunin trước vô số mối đe dọa từ Man City. Một số nói rằng đó là số phận đã ưu ái Lunin, bởi một thủ môn dự bị thì rất ít khi được bước ra ánh sáng. Ừ thì đúng là số phận, nhưng nếu nhìn vào những gì Lunin đã trải qua, đã làm ngày qua ngày trong áo Real, bạn hiểu rằng may mắn chỉ mỉm cười với những người xứng đáng. Những nỗ lực và ý chí của Lunin là điều mà các đồng đội xung quanh phải nể phục anh. Xin trích dẫn một bài viết của Official Real Madrid Fan Club để quý vị và các bạn có thể hiểu thêm về siêu thủ môn này. Các bạn không hình dung nổi đâu, hồi đó cậu ta vẫn còn sống trong một căn hộ chắc chỉ tầm 45m² là nhiều. Khi đại dịch ập tới, ngày nào cũng như ngày nào, cậu ấy sẽ khuân hết đồ đạc ra khỏi phòng khách, mua mấy cuộn cỏ nhân tạo trải ra sàn và tập luôn trên đó. Câu chuyện trên là từ Sergio Segura, cựu huấn luyện viên thủ môn của Real Oviedo. Cả hai đã có quãng thời gian làm việc chung hồi năm 2020, khi Lunin vẫn là cậu trai 20 tuổi chật vật tìm cho mình một chỗ đứng trong thế giới bóng đá. Bây giờ khi được hỏi về chàng trai này, ông nở một nụ cười. Và đó không chỉ mỗi vì cậu trai ruột rè năm nào giờ đây tỏa sáng rực rỡ ở Santiago Bernabeu đâu. Tương tự đi mà xem, một cây sao 1m91 tới từ Ukraine lộn qua lộn lại trong một cái phòng khách bé tí tẹo, làm hàng xóm ngày nào cũng chịu cảnh này thì đúng là chẳng mấy dễ chịu. Nhưng ở Lugo de la Nera nhỏ bé, người ta quý cậu ấy lắm. Cũng phải thôi, ở một thị trấn bé nhỏ cách Oviedo 3 dặm với vỏn vẹn 3.000 cư dân, người ta khăng khít với nhau lắm. Nhưng thú thực thì đây không phải là nơi mà bạn sẽ thường bắt gặp một cầu thủ bóng đá, kể cả có là từ giải hạng 2, chứ đừng nói là tới Real Madrid. Bên ngoài sân cỏ, Lunin chưa bao giờ tỏ vẻ gì là một ngôi sao của Real Madrid cả. À, nhưng đó là chỉ ngoài sân thôi nhá. Trên sân là một câu chuyện hoàn toàn khác đấy. Dù đó có là sân tập của Oviedo hay sân cỏ nhân tạo trong phòng tắm nhà cậu ấy, cậu ấy không sắm thiếu thứ gì, áo tập chuyên dụng, một thùng đá, tạ đủ loại, cậu ấy tận tụy không ai bằng. Đầy kỳ cường và quyết tâm, chỉ có nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực. Khi đến đây, cậu ấy chỉ muốn thứ duy nhất từ chúng tôi, cho cậu ấy tập hàng ngày, không sót ngày nào. Và kèm với đó là một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Lunin gia nhập Real Madrid mãi từ năm 2018 và đã được gửi đi cho mượn ở những nơi khác như là Leganes hay Valladolid. Ở đó, cậu ấy cũng tận tụy y hệt như vậy. Có lần, Lunin bị phát hiện lẻn vào khu tập huấn của Leganes để tập trộm khi nó đã đóng cửa. Cơ mà chúng không thực sự được tưởng thưởng xứng đáng. Lunin chỉ chơi 7 trận ở Leganes và 2 trận ở Valladolid khi Oviedo tiếp cận và hứa rằng lần này sẽ khác. Dĩ nhiên, Lunin có sự nghi ngại nhất định. Sau cùng, cậu ấy đã cùng bố mình lái xe trực tiếp tới gặp giám đốc thể thao của câu lạc bộ ở một nhà hàng để đích thân xác nhận lại. Oviedo đã không hứa xuồng. Trong 20 trận ở giải quốc nội còn lại, cả trước và sau đại dịch, Lunin đều được bắt chính hết. Thật vậy, khi Lunin tới, Oviedo đang ngấp nghé gần khu vực cầm đèn đỏ. Lunin có thể nói đã là vị cứu tinh của họ. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của sau này. Khởi đầu của Lunin không quá suôn sẻ. Ngay trận đầu tiên ở giải quốc nội với Almeria, một ngày sau khi anh ra mắt câu lạc bộ mới, Lunin đã mắc một sai lầm tai hại và khiến cho đội nhà phải chịu thêm một trận thua. Nhưng thứ để lại ấn tượng lớn nhất với tôi là sự điềm tĩnh của cậu ấy, ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Cậu ấy còn trẻ, để lọt một bàn thua ngớ ngẩn, nhưng đã không để nó khiến mình bị tâm lý. Hoặc ít nhất, đó là những gì cậu ấy thể hiện ra. Và khi phần tâm lý đã vững, những thứ còn lại sẽ tự đầu vào đó thôi. Lunin cao to, kiểm soát những pha bóng bổng tốt, dù cậu ấy có mất đôi chút thời gian để lấy lại sự sắc bén sau quãng thời gian dài không thi đấu. Thú thực, chúng tôi chưa bao giờ có một thủ thành như thế. Tôi học được từ cậu ấy nhiều y như cậu ấy học được từ tôi vậy. Một con người tận tụy, quyết tâm, luôn luôn thẳng thắn và rõ ràng. Cậu ấy biết rõ mình muốn gì. Đến, rèn luyện bản thân và trở về chơi cho Madrid. Segura nhấn mạnh.
6 tháng không phải là quãng thời gian dài, nhưng nó đã góp phần không nhỏ làm nên Lunin của ngày hôm nay. Khi Oviedo thắng trận derby ở Sporting Gijon, toàn bộ hàng xóm của cậu ấy ở Lugo de la Nera đã chờ anh ở gara. Một rừng cờ và pháo hoa đốt rực trời. Vợ cậu, Anastasia, nói họ muốn sống ở Oviedo sau khi Lunin giải nghệ. Tuần trước, tranh thủ tuần tập trung đội tuyển quốc gia, cô ấy đã trở về thăm Oviedo cùng đứa con trai nhỏ của họ. Như Sanchez nói thì, Andre yêu câu lạc bộ này, yêu thành phố này. Anh ấy rất hạnh phúc trong quãng thời gian ở đây. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Cậu ấy rất quan tâm tới chúng tôi. Đôi khi Lunin sẽ xếp vé cho chúng tôi tới xem cậu ấy thi đấu. Dù đã tiến một bước dài trong sự nghiệp và bắt chính cho Madrid, Lunin vẫn giữ đôi chân của mình trên mặt đất như ngày nào. Sau 6 tháng ở Oviedo, Lunin trở về Real Madrid. Mùa giải sau đó, anh chỉ được ra sân đúng một trận. Trận đầu tiên sau 3 năm kể từ ngày gia nhập đội chủ sân Bernabeu. Trận thua 0-1 trước Ali Okano ở cúp nhà vua. Mùa giải sau đó, con số này khá khẩm hơn một tẹo. 2 trận cúp, 2 trận quốc nội. Nhưng giờ đây, với việc Cụ Tòa không may dính chấn thương nặng, Lunin sẽ được bắt chính ít nhất là từ giờ cho tới cuối mùa. Chấn thương của Cụ Tòa là một mất mát lớn, nhưng tổn thất thì không có. Vì Real Madrid vẫn đang đầy vững chãi với điểm tựa Lunin. Cờ cuối cùng đã đến tay và Lunin phất rất cao. Không, không có chuyện há miệng chờ sung ở đây. Chẳng có gì là may mắn cả. Khi bạn phải cạnh tranh với số 1 thế giới, đó không phải là điều dễ dàng. Ở đó và không được ra sân, không phải là cái gì dễ dàng. Cụ Tòa chấn thương, đúng, nhưng giờ họ đưa Kepa về và Lunin vẫn phải kiên nhẫn. Người ta nói làm thủ môn dự bị thì đơn giản thôi, nhưng đây là Real Madrid cơ mà. Bạn ở đó chỉ có thể vì họ thấy bạn đủ giỏi thôi. Không được thi đấu là một khó khăn lớn, nhưng Lunin đã kiên nhẫn, chắt chiu từng cơ hội ít ỏi. Và giờ có thể nói, quyết định trở lại Madrid của anh là hoàn toàn đúng đắn. Bây giờ Lunin có thể ra sân với tâm lý thoải mái rồi. Cậu ấy biết mình bắt xong trận này sẽ được bắt tiếp trận sau, không còn áp lực lúc nào cũng phải cố gắng chứng tỏ bản thân qua từng trận nữa. Lunin có ngày hôm nay là vì cậu ấy biết nỗ lực và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Xem cậu ấy bắt bây giờ, làm tôi phải thốt lên, ôi mẹ ơi, thật đáng kinh ngạc. Cậu trai của tôi ngày nào giờ đây có thể bắt chính một trận chung kết UEFA Champions League, nghĩ thôi cũng thấy phát điên rồi. Cậu ấy đã chiến đấu cho cơ hội này, cậu ấy đã kiên nhẫn, điều mà chẳng mấy ai làm được. Và giờ đây, Lunin xứng đáng với những gì cậu ấy đang có hơn bất kỳ ai. Giờ thì Andrei đang tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu lớn. Nhưng mấy ai biết đằng sau đó là hàng giờ chui rèn, tôi luyện sau cánh gà. Những gì cậu ấy làm được là thật đáng kinh ngạc. Vì dù gì thì gì, đây là Real Madrid cơ mà. Nhưng chúng tôi luôn biết khả năng của Lunin tới đâu. Vậy nên cũng có thể nói là chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Chúng tôi rất mừng cho cậu ấy. Chúc mừng Lunin và chúc mừng Real Madrid vì luôn có một thủ môn tài ba trong khủng hổ.